Vâng, xin chào quý vị. Hiện tại thì Diệu Linh đang có mặt tại khu vực phòng chờ tầng 5 của phòng khám thẩm mỹ OIO và đang ngồi cạnh một vị khách hàng, và chị có chia sẻ là chị chuẩn bị đến tham gia điều trị đúng không ạ? Không biết là mình sẽ tham gia điều trị liệu trình gì đó ạ? Mình điều trị suy giãn tĩnh mạch. À, suy giãn tĩnh mạch ạ. Không biết là đến ngày hôm nay thì cái tình trạng của mình đã được cải thiện, nó có rõ rệt không chị? Mình mới đi vừa ngày tuần thứ 3. Và có lẽ là ngày hôm nay trước khi mà vào điều trị thì các bác sĩ cũng sẽ thăm khám trước cho mình để xem là những cái bước tiếp theo thì chúng ta nên làm như thế nào. Cảm ơn chị ạ. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống khu vực phòng giường nằm chờ của chúng tôi. Thì quý vị có thể thấy là có rất là nhiều các quý vị khách hàng đang ở phía khu vực phòng giường nằm chờ này để có thể tham gia và chờ điều trị. Và quý vị có thể thấy không ạ, gần như là tất cả các giường của chúng tôi đều kín, và cả cái khu vực ngồi chờ nữa. Và đây mới chỉ riêng là khu vực tầng 5 thôi quý vị nhé. Gần như là tất cả các quý vị khách hàng đã có cái vị trí cho mình rồi và chờ chuẩn bị đến số để có thể vào làm dịch vụ. Như vị khách hàng ở bên cạnh tôi đây thì chị có một cái vết chàm bớt đỏ ở khu vực cằm đúng không ạ? Và với cái vết chàm bớt này thì chị cũng đã tham gia một số buổi ở trong cái liệu trình điều trị rồi. Thì chị cảm thấy là đến hiện tại thì nó đã cải thiện được khoảng nhiều không hả chị? Nó có mờ đi không? Có. Dạ vâng ạ. Mình cũng cảm nhận rõ là nó có mờ đi đúng không ạ? Vâng ạ, quả khá là đáng mừng đúng không ạ? Và em cũng chúc chị là sẽ có một cái liệu trình điều trị thật là hiệu quả này, và kết thúc liệu trình sớm ạ. Và nếu như quý vị cũng đang có một số những cái tình trạng như là chàm bớt đỏ, chàm bớt xanh đen, ô ta hay là u máu thì chúng ta có thể để lại thông tin ngay phía dưới livestream này để các bác sĩ của phòng khám thẩm mỹ OIO sẽ mang tới cho quý vị một liệu trình điều trị an toàn và hiệu quả quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.